Cũng như các tỉnh Tây Nam Bộ, tỉnh Long An đang chịu áp lực bởi tình hình dịch COVID-19 bùng phát các nước láng giềng. Trong thời gian qua, tỉnh đã kiên cường phòng ngự, chưa để tình trạng lây nhiễm xuất hiện trong cộng đồng. Cùng với sự quyết liệt ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép ở biên giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết, gồm các lễ hội, hội thảo, chợ đêm, kể cả các buổi họp mặt liên quan. Trường hợp tổ chức phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo đúng quy định, thực hiện bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng. Tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không cần thiết như karaoke, vũ trường, spa, quán bar, các điểm massage, xông hơi, phòng tập thể hình, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh trò chơi điện tử công cộng kể từ 0 giờ ngày 11 tháng 5 2021 cho đến khi có thông báo mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Trong mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm. Thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định. Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những nơi tập trung đông người như bến xe, phương tiện vận tải hành khách đều có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông công cộng, Sở Giao thông Vận tải Long An là đơn vị kịp thời có nhiều giải pháp ứng phó với dịch bệnh. Trên tinh thần không để ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh vận tải nhưng không để nguy cơ lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng, các đơn vị vận tải thông báo kịp thời thường xuyên cho hành khách về diễn biến tình hình dịch bệnh, quán triệt đến từng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, chủ động phát hiện những người có dấu hiệu nghi ngờ như sốt, ho. Khuyến cáo hành khách, người lái xe và toàn bộ cán bộ công nhân viên sử dụng các biện pháp phòng tránh theo hướng dẫn của cơ quan y tế như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hành khách quán triệt cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế, không nhận vận chuyển các loại động vật hoang dã, động vật chưa có kiểm dịch, chủ động phát hiện các hành khách có biểu hiện sốt ho để có biện pháp cách ly và thông báo cho cơ quan y tế. Đặc biệt, lần này, việc khai báo y tế của hành khách được thực hiện nghiêm túc để giúp cho việc truy vết khi phát hiện có ca bệnh một cách nhanh nhất. Về cái thực hiện cái phòng chống cái COVID-19 này thì thực hiện theo chỉ đạo của sở thì hiện nay là cơ bản là khi mà xe xuất bến thì bến yêu cầu nhà xe là phải thống kê là tất cả những hành khách đi xe. Thì nhìn chung khách trên xe thì thực hiện vấn đề mà đeo khẩu trang là tốt. Vì mặt lái nhà xe thì cũng thống kê được cái số khách khi xuất bến hay từng chuyến. Thì đó là cái mặt làm được. Vì phần bến thì bến cũng tuyên truyền vận động là cái vấn đề mà đeo khẩu trang khi đi xe, với lại yêu cầu nhà xe là trang bị cái thuốc cái như sát khuẩn cho khách khi lên xuống xe. Đó là cái được. Nhưng mà cái hiện nay thì có cái đề nghị là tất cả chủ phương tiện phải ý thức được rằng cái vấn đề phòng chống dịch này là ý thức phải bản thân từng người phải trách nhiệm. Chứ bây giờ nếu mà chính phủ yêu cầu như mà từng cá nhân không ý thức được thì đây là điều rất là nguy hiểm. Hơn nữa đó vận tải là đặc thù, thành ra là đề nghị nhà xe là tất cả nhà xe là nghiêm túc là bố trí cái nước sát khuẩn trên xe để mà khách có phương tiện để rửa. Tiếp tục đảm bảo an toàn cho hành khách khi tham gia lưu thông, Sở Giao thông Vận tải Long An đã ban hành quy định giãn cách trên phương tiện xe khách, đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa phương tiện và không quá 30 người mỗi chuyến. Bên cạnh đó, người dân trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 được cảnh báo nguy cơ lây lan khá nhanh nên người dân cũng thực hiện không ra ngoài khi không cần thiết. Vì vậy mà thời điểm sáng thứ hai đầu tuần, nhưng bến xe khách trung tâm Long An rất vắng vẻ, hành khách thưa thớt. Phần lớn khi bước lên phương tiện, họ đều chấp hành đúng khẩu hiệu 5K.
Vì đi thì cái đó nhiệm vụ chung tất cả toàn quốc đây, là lên thì mình phải khẩu trang với mình phải có ấy khuẩn vậy, lại bệnh viện cũng vậy luôn. Thì ai cũng giữ vậy, lên làm y như vậy là cái này cũng là cái lệnh của nói chung là toàn quốc, ai cũng phải vậy hết. Xác định phương tiện giao thông vận tải công cộng là con đường dễ lây lan dịch bệnh và rất khó khăn trong việc truy tìm, dấu vết nếu có ca bệnh tham gia giao thông. Vì vậy, sự chỉ đạo sát sao trong thời gian bùng phát dịch hiện nay là nhiệm vụ cấp bách. Đối với ngành giao thông vận tải cũng là một trong những cái lĩnh vực mà có cái nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng rất cao. Chính từ vậy cho nên là ngay từ đợt dịch lần thứ tư thì ngành cũng đã xác định cái nhiệm vụ đối trong cái vận tải hành khách công cộng, vì mục tiêu chúng ta là vừa phòng chống dịch và phải phát triển kinh tế, do đó không thể nào tạm dừng các tuyến phương tiện. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như là Bộ Giao thông Vận tải thì ngành giao thông đã chỉ đạo các đơn vị vận tải, bến xe là phải thực hiện tốt cái vấn đề 5K để vận chuyển hành khách, và đặc biệt là vấn đề khai báo y tế là phải cụ thể rõ ràng để khi mà có tình huống xấu thì chúng ta truy vết nhanh. Và cụ thể như là vừa rồi có cái chuyến xe từ thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là từ sân bay Tân Sơn Nhất đi về Đồng Tháp mà là do cái nhà xe của Long An vận chuyển, chúng tôi đã cũng truy vết kịp thời và đến thời điểm này thì cũng đã phân vùng và thực hiện rất tốt và rút kinh nghiệm từ những cái quản lý mà của nhà xe, chủ xe cũng như người phục vụ xe, mà cái việc khai báo y tế rất là sơ sài. Thì ngay trong cái ngày 1 tháng 5 là những ngày nghỉ lễ, nhưng mà chúng tôi cũng đã có một cái công văn khẩn để gửi đến các đơn vị vận tải. Thì hiện nay thì đối với ngành giao thông vận tải đó thì đã ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền đến các đơn vị vận tải bến xe là rất tốt, qua cái hệ thống mạng email hoặc là Zalo thì rất là kịp thời đến các đơn vị vận tải. Do cái dịch nó bùng phát tại các cái tỉnh phía Bắc, mà trên địa bàn tỉnh Long An chúng ta là có hai cái tuyến xe là Hưng Yên và Hải Dương đi vào Vĩnh Hưng, thì ngay từ đầu mà khi đã có cái ca nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thì ngành giao thông vận tải cũng đã xin ý kiến trực tiếp ban chỉ đạo phòng chống Covid của tỉnh và đã tạm thời đã ngưng các cái tuyến xe này kể từ ngày 7 tháng 5. Tại các địa phương cũng đã kết quả toàn bộ hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều nơi mở đợt ra quân kiểm soát xử phạt những cá nhân tổ chức không chấp hành quy định phòng chống dịch. Bến Lức là địa bàn có số lượng người nhập cư rất đông, nơi đây có nhiều tụ điểm vui chơi giải trí, chính vì vậy có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh trong cộng đồng. Chỉ riêng thị trấn Bến Lức có hơn 10 điểm karaoke, 10 tiệm game có số lượng đầu máy từ 30 đến 40 và rất nhiều điểm spa làm đẹp. Thực hiện công văn chỉ đạo của tỉnh về việc tạm thời đóng cửa một số ngành nghề không cần thiết và có nguy cơ lây nhiễm bệnh, suốt mấy ngày qua, Bến Lức đã thành lập đoàn vận động kiểm tra các hộ kinh doanh những ngành nghề tạm ngưng kinh doanh để ngăn ngừa dịch bệnh. Phần lớn người kinh doanh đều ý thức chấp hành nghiêm chỉnh việc tạm dừng kinh doanh để góp phần cùng tỉnh ngăn chặn dịch bệnh. Hiện tại mình đang kinh doanh spa và một là một loại hình mà kinh doanh không cần thiết trong cái thời buổi dịch bệnh này, thì có chỉ thị từ trên xuống là tạm ngưng hoạt động kinh doanh spa trong và một số hoạt động khác trong cái thời điểm hiện nay, thì mình cũng chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị từ trên xuống. Với cái việc phải đóng cửa kinh doanh như hiện nay thì mình sẽ gặp phải một số khó khăn, như là cái nguồn doanh thu của mình sẽ bị giảm sút một cách trầm trọng, thêm nữa là gánh nặng về áp lực về chi phí nhân viên, chi phí mặt bằng rất là lớn. Mình thấy rằng sẵn sàng lên chấp hành những chỉ thị đó. Khác với những buổi tối cách đây một tuần, cơ sở Net Tấn Lộc im lìm. Anh Giang Tấn Lộc, chủ cơ sở, đã tạm dừng hoạt động Net để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Thì thấy dịch bùng lên, nhà cũng sợ ảnh hưởng tới mình, gia đình và người thân. Mà cái chủ trương thì mình đóng thôi, vừa có giấy là trong vòng tiếng sau tôi đóng rồi, bắt buộc cũng phải đóng thôi, tại vì nó rất là nguy hiểm, nó lây rất là nhanh, mà đợt này nhanh lắm. Là một trong những thành viên của tổ phòng chống dịch bệnh COVID của thị trấn Bến Lức, chị Nguyễn Thị Trúc Giang phải có mặt thường xuyên ở những nơi kinh doanh để nhắc nhở người dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, qua thực tế vẫn còn nhiều khó khăn.
hiện tại các cơ sở đã tạm ngưng các hoạt động, nhưng mà về cái khó khăn ở hiện nay, các cơ sở cũng có một số ý kiến như là các điểm ăn uống thì vẫn còn hoạt động diễn ra. Về cái áp lực rất là lớn là do là cái tiền thuê mặt bằng, rồi nhân viên, nói chung là cũng khó khăn. Nhưng mà về vấn đề này thì ngay chỗ địa phương, ngay chỗ sự chỉ đạo của lãnh đạo của Ủy ban nhân dân thị trấn thì cũng có phối hợp với cán bộ thuế để thực hiện về cái giảm thuế cho tại các cơ sở này. Ở thành phố Tân An, những hoạt động vui chơi giải trí không cần thiết cũng được tạm dừng. Chợ đêm Tân An cũng dừng hoạt động hơn một tuần nay. Những tiểu thương ở đây cũng thấu hiểu và thể hiện trách nhiệm của người dân cùng chung tay chống dịch. Cùng thời điểm này, các chợ lớn ở thành phố Tân An cũng được kích hoạt hoạt động phòng chống dịch. Chợ đầu mối Long An được áp dụng việc ngăn chặn và hướng dẫn người vào chợ phải thực hiện đúng 5K mới được vào chợ mua sắm. Nhờ vậy, người mua bán an tâm khi vào chợ. Mỗi ngày, tình hình dịch bệnh COVID được Bộ Y tế cập nhật liên tục. Đây là đợt dịch COVID-19 thứ tư ở nước ta và được đánh giá rất phức tạp. Tại cuộc họp với các tỉnh Tây Nam Bộ mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên toàn quốc đã hiện hữu. Nếu chúng ta không mạnh mẽ, quyết liệt hơn, người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp cần phát huy tinh thần cao nhất trong phòng dịch. Không chủ quan, nhưng cũng không bi quan, hoang mang. Nếu chúng ta không lơ là, nếu chúng ta chấp hành nghiêm 5K, có nghĩa là giảm tối đa cơ hội lây nhiễm. Vì vậy, ý thức của người dân chính là liều vaccine tốt nhất trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay.